nan thư và những lần bị cho là kém duyên với vợ người ta, tranh spotlight với vợ Mạc Văn Khoa. Cái gì vậy bà nội? Ủa gì vậy? Khát khao xem tờ thế à? Thản nhiên ôm ấp, xà nẹo với Quang Tuấn khi vợ anh kế bên. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Bực mình quá à. Nói được thì làm được đi. Không có ai ép đâu. Sau ồn ào tình ái, nam thư liên tục bị đào lại những hành động kém duyên với bạn diễn khác giới. Đáng nói, nữ diễn viên còn nhiều lần thiếu tinh tế với vợ của các đồng nghiệp nam. Trong một sự kiện có sự xuất hiện của vợ Mạc Văn Khoa và nam thư, khi chụp ảnh cùng nhau, cô bị cho là lấn lướt khi cứ bước lên phía trên để che vợ nam diễn viên. Sau đó, nam thư còn đẩy Thảo Vy ra khỏi khung hình để chụp với người khác. Nhiều người cho rằng có thể vì lúc đó đông người, một mình nữ diễn viên không thể để mắt được hết mới xảy ra hiểu lầm. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng cô thật sự có thái độ chèn ép vợ của đồng nghiệp. Lý do là vì lúc Lý Nhã Kỳ xuất hiện, nam thư đã có thái độ khác một trời một vực, chị em tình thương mến thương trước công chúng. Trời ơi, chị em ta kiếp này ha, mình gặp nhau rồi kiếp sau mình đâu còn gặp nữa. Kiếp sau người nơi rồi biết có đầu thai lên người nữa không? Một lần khác, nam thư nhận về báo chỉ trích khi có hành động ôm ấp, thân mật quá đà với bạn diễn Quang Tuấn khi có vợ anh ở đó. Sau khi nam thư bắt đầu làm cử chỉ tình cảm, vợ của anh đã di chuyển khỏi ống kính. Dù ai cũng biết nữ diễn viên vốn vô tư, thoải mái, nhưng vợ người ta đang cạnh bên như vậy là vô duyên. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhỉ, khó coi quá vậy? Nhiều người đã không đồng tình với cách cư xử kém duyên của kiều nữ làng hài. Tuy nhiên, số khác cũng bênh vực cho nam thư vì tính cách thoải mái của cô nàng. Bởi trong một sự kiện có sự xuất hiện của Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi, ai cũng biết nam thư và nam diễn viên đã từng có mối tình sâu đậm 6 năm. Nhưng khi hội ngộ vợ chồng người yêu cũ, cô vẫn giữ khoảng cách. Thậm chí, người đẹp còn rất thoải mái khi trò chuyện với bé Hân. Quá ghê gớm. Mỗi khi nhắc đến nam thư, khán giả lại nhớ đến những lần kém duyên của nữ diễn viên từ sân khấu ra tới ngoài đời, đến khi đi dự đám cưới đồng nghiệp mà cô vẫn bị chỉ trích vì thiếu tinh tế. Đó, đó, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn? Tôi đâu có đụng với bạn đâu. Ai ghẹo bạn? Ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tôi? Bạn ghẹo tôi hay tôi ghẹo bạn? Tính cách vô tư của nam thư nhiều lần bị nhắc nhở, nhưng thay vì tiết chế và thay đổi bản thân, cô càng ngày càng thoải mái thể hiện mình ở nơi đông người và cho rằng bản thân vốn có tính cách thẳng thắn, không quan tâm đến chuyện người khác đánh giá mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.